kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Homoto. Thì ngày hôm nay thì bên em mới về một chiếc xe là xe gia đình, chạy hoàn toàn chạy gia đình, đó là Fortuner máy dầu đời 2017, máy dầu số sàn nha quý anh chị. Xe này hoàn toàn chạy gia đình, chạy được 48.000 cây. Xe được trang bị rất là nhiều phụ kiện trên khoảng 200 triệu. Thì chút nữa em sẽ quay cho mình xem ha. Thì bây giờ em sẽ quay tổng thể chiếc xe trước, rồi sau đó đi vào chi tiết như mọi lần cho mình ha. Trước mắt quý anh chị là chiếc Fortuner máy dầu đời 2017, số sàn máy dầu, xe hoàn toàn chạy gia đình nha quý anh chị. Biển số rất là đẹp, 51F47567, rất là đẹp ha. Xe màu bạc, hoàn toàn chạy gia đình, chạy được 48.000 cây. Thì bây giờ em sẽ cho mình xem xe được trang bị những phụ kiện nào ha. Đây là cụm đèn trước được trang bị độ thêm là LED. Và ở dưới đèn sương mù cũng được là LED luôn. Một chút nữa em sẽ cho mình xem. Em bật đèn cho mình xem ha. Kế bên là bộ nẹp inox được gắn thêm ha. Xe bộ nẹp inox này thì nó được trang bị trên xe Fortuner máy xăng. Đó. Trước và sau đều được độ cản của ly sệt nha quý anh chị. Thì mình có thể tháo mở ra, nó cũng rất là dễ ha. Đó. Đây vỏ thì được độ lên là vỏ của Land Cruiser. Thì mình xem xe trực tiếp thì mình sẽ thấy ha. Vỏ này thì còn rin theo xe ha. Đời 2 tuần thứ 30 của 2017. Đây mình xem cái độ vỏ nè, nó còn rất là dày ha, nó còn rất là sâu. Đó. Em sẽ đi tiếp một vòng cho mình xem ha. Xe trang bị rất là nhiều. Đó, bệ bước nè. Đó, tất cả bốn vỏ đều được độ lên là Land Cruiser nha. Đây là cản sau nè. Cản sau được gắn thêm nha. Mình có thể tháo mở ra nếu mà mình không thích ha. Xe có phủ gầm, có camera ve đằng sau nè. Có ốp nè. Đó, rất là nhiều ha quý anh chị. Em sẽ đi một vòng cho mình xem cái phụ kiện bên ngoài trước. Xe còn trang bị ở bên trong là cách âm toàn xe. Đây. Mình nghe cái tiếng gì không à? Đó, cách âm toàn xe. Ở bên trong đi rất là ngồi rất là êm ru luôn, không có nghe tiếng máy dầu đâu ạ. Bình thường thì em đi những cái xe khác mà không chưa có cách âm á thì rất là ồn. Nó khá là ồn. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết bốn cửa cốp và capo ha. Keo chỉ cửa ha. Xe hoàn toàn chạy gia đình nên mình cứ yên chí. Lúc mà mình xem xe tại nhà em thì em sẽ cho mình xem cái nguồn gốc lịch sử của cái xe này em mua tại nhà khách. Tại vì xe này là một đời chủ, hiện tại thì em đang đứng pháp lý ủy quyền lần 1. Chạy 48.000 cây. Đúng 48.000 cây. Nếu mà sai km thì em tặng xe. Các cái nút nè, mình thấy không hề mờ ha. Những cái rãnh đây rất là đẹp. Xe đời 2017. Chút nữa em sẽ vào phụ kiện cho mình xem ha. Sẵn em cho mình xem cái đây. Xe của hai vợ chồng rất là thành đạt luôn. Rất là thành đạt. Xe rất là cưng xe, trang bị rất là nhiều. Những cái phụ kiện là được đặt ở bên Thái Lan. Rồi ship về á quý anh chị, rồi mới ra ngoài chỗ độ xe gắn vào.
Em sẽ đi về keo chỉ chất lượng xe trước, rồi phụ kiện thì em chỉ thêm thôi ha. Hó ốp, nắp xăng, viền đèn trước sau luôn nha quý anh chị. Rất là nhiều, nhiều lắm. Có camera hành trình tích hợp trên gương chiếu hậu nè. Đó, mình xem tích hợp trên gương chiếu hậu ha. Rồi rồi đầu DVD, rồi việt map. Mình xem ốp cốp ha. 1, 2. Không có dấu hiệu thấu mở ha. 3, 4. Ok, đủ ha. Em sẽ đi sát cho mình xem. Không hút một ly nào nha quý anh chị. Xe rất là đẹp. Cái này là cách âm của đất, rất là tốt ha. Đây, mình nhìn nè. Nó được cách âm á. Cái ghế bạc mà mình thấy là cách âm á. Cách âm toàn xe, ngồi bên trong xe rất là êm. Lúc mà em đi công chứng thì anh khách chở em đi á, em ngồi rất là êm luôn. Và em chạy xe về đó, anh chị thấy không? Xe biển số đẹp 567. Xe hoàn toàn chạy gia đình nha. Anh chị xem cái video xong rồi có thể tự đánh giá được một phần nào ở cái chất lượng xe. Đó, cái rãnh rất là sạch sẽ, rất là đẹp. Đây là chiếc xe mà em rất là tâm đắc luôn, vì được trang bị rất là nhiều phụ kiện, mà phụ kiện xịn nha, chứ không phải là phụ kiện ở mức là bình thường đâu. Nên điều đó cho thấy thì anh chủ xe rất là kỹ và cân xe, nên những cái phụ kiện cơ bản như dán phim nè, che mưa, ốp tay chén cửa, ốp nắp bình xăng, rồi ảnh kỹ lắm. Đây nó vẫn còn cái nỉ nè, cái lót sàn thì vẫn còn nỉ, nhưng mà anh thêm cái chải 3D, rồi cái lót đó anh thấy, quý anh chị thấy không, cũng hai lớp đó, tắp bi, màn hình 12 inch rất là xịn ha, là phong trần. Những cái phụ kiện cơ bản trên một chiếc xe thì đã có rồi, thì em không có nói sâu về cái đó. Ốc ha, ốc cabo, keo chỉ nè, không mất một ly nào nha quý anh chị. Tất cả xe ở bên em đều cam kết cho quý anh chị xe không đâm đụng nè, không ngập nước nè. Đó, ốc ha, không có dấu hiệu tháo mở nè. Màu bạc, anh chị xem cái cọng ABS nè, còn rất là mới ha, chạy 48.000 cây, xe đúng km nha, chính xác 100% đúng km. Đây mình xem nè, nó mới chưa, rất là mới nha, máy mới nguyên bản từ nhà máy. À, khi mà mình xem xe trực tiếp tại nhà em á thì mình sẽ thấy rõ cái chất xe nó đẹp lắm, có cam bên hông nữa nha, để mình quan sát. Đó, cái cản này mình có thể tháo ra nếu mà mình không thích nha, rất là dễ tháo. Anh khách nói nhiều lúc ảnh cũng thỉnh thoảng á, đi đăng kiểm thì ảnh cũng có tháo ra. Bây giờ em sẽ vào bên trong nội thất. Chạy 48.999. Đó, có lò sắp nha quý anh chị. Đây, thấy nè.
hình 12 inch. Rất là xịn sò ha. Trên dưới nè. Đó. Cần số ha. Đây. 48.000 ha. Cái vô lăng nào quý anh chị? Còn rất là nhám, vân sần đầy đủ ha. Đây, em qua đằng sau cho mình xem nha. Các chi tiết nè, còn rất là mới. Phụ kiện đầy đủ luôn. Bây giờ em sẽ nổ máy cho mình nghe ha. Xe máy dầu thì mình đạp sát cắt côn rồi hẳn nổ máy nha. Cho mình nghe tiếng máy ha. Có cách âm toàn xe mình rất là êm nha quý anh chị. Thêm một cái nữa là em quên bật đèn cho mình xem ha. Đó, đèn led nguyên cộng phía trước là đèn led, đèn sương mù cũng, đèn cản cũng là đèn led luôn, gắn độ thêm đèn led ha, rất là sáng, rất là nhìn rất là sang, xe nhìn rất là sang luôn. Đây là tuyệt phẩm nha quý anh chị. Đó là lý do tại sao em lại nói là xe phụ kiện được trang bị trên 200 triệu. Lúc mà em gặp khách hàng á, thì khách của em nói là anh trang bị phụ kiện là gần 300 triệu đó. Nhưng mà em đến thì em đến và em định giá từng món phụ kiện á, thì em khoảng hơn 200 triệu. Thì mình xem xe trực tiếp đi rồi em sẽ tư vấn cho mình ha. Tại nhà em là 80 Phạm Văn Sáng, Xuân Thế Thượng 4, Hóc Môn. Hiện tại thì xe này em đang đứng pháp lý ủy quyền lần 1, là từ một chủ mua mới từ đầu nha. Dạ vừa rồi thì Sa Mai mới giới thiệu tới quý anh chị chiếc Fortuner máy dầu đời 2017. Xe máy dầu số sàn, hoàn toàn chạy gia đình nha quý anh chị. Chạy 48.000 cây. Anh chị thấy đó, xe rất là trang bị rất là nhiều phụ kiện luôn, rất là xịn ha. Thì hiện tại thì xe này bên Sao Mai đang chào giá là 885 triệu còn thương lượng nha quý anh chị. Nếu mà quý anh chị nào muốn sở hữu chiếc xe này, đừng quên gọi em qua số điện thoại 0908 020426. Và nếu yêu thích video này, đừng quên like, share và nhấn thông báo để ủng hộ Hamoto cũng như là em Sao Mai. Hamoto, xe đẹp dành cho thực khách. Xin kính chào toàn thể quý anh chị và các bạn ở video tiếp theo.